Xin chào các bạn, ngày hôm nay tiếp tục đến với các bạn một ca lâm sàng khách hàng nữ đến từ khu đô thị Đặng Xá. Bạn Lê Hàng Học Diệp đến với lý do là quý phụ huynh cũng như bạn ấy thấy là mình có một cái khuôn mặt đang hơi tươi. Thế nhưng chúng ta cùng xem là ban đầu bạn ấy có nặng lắm hay không. Đây là ảnh ban đầu bạn đấy ạ. Đấy, nhóm răng cửa, khuôn mặt nhìn nghiêng 45 độ. Khi cười thì các bạn chú ý răng cửa. Đấy, khi ngậm các bạn chú ý cái cằm này. Đấy, đó, vậy thì là những cái nhận định là hơi tươi. Đặc biệt là một khách hàng nữ mà lại có tình trạng là hơi hô, thì rõ ràng cái chỉ định hay gặp ấy, chúng ta phải chỉ định nhổ răng để kéo lùi cái nhóm răng cửa. Khi mà nhóm kéo lùi cái nhóm răng cửa thì cái môi nó sẽ lùi sau, sẽ giảm cho cái độ nhô môi trên cũng như môi dưới. Các bạn có thể thấy khi mà chúng ta nối đường từ mũi đến cằm này, đây đỉnh cằm đây, đỉnh mũi đây, nối đường này thì bình thường cái môi nó phải nằm sau cái đường đấy thì mới đẹp. Vừa nãy bạn ấy cũng đã bảo là sao mình lại như vậy. Bây giờ chúng ta cùng xem. Hết cỡ. Bạn đang trong quá trình điều trị, sắp xong thì đóng khớp nốt là xong rồi. Cắn đi. Khớp hai bên này, khớp hai răng nanh này, làm là kẽ giữa răng nanh này, đan mũi với nhau này, bên kia cũng tương tự này. Bên kia tương tự này, vẫn là hơi chen chúc nhẹ. Hôm sau chúng tôi làm đều nữa thôi là cái này kết thúc điều trị. Đó. Đó, các bạn có thể xem. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái trường hợp của bạn Lê Hào Diệp. Nếu các bạn có cái trường hợp tương tự thì hãy qua với chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ làm tương tự như vậy.